Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui vì lại được gặp quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay quay video thì cũng hơi ồn quý vị ạ. Cho nên là quý vị thông cảm nhé. Thì buổi sáng nay tôi có nhận được hai viên pin thưa quý vị. Pin này là hàng tàu nhé, chạy cho máy bu lông. Đây. Đấy. Thì theo như mô tả của anh khách là hai viên pin này đang chạy tự nhiên là ngắt luôn. Thì đầu tiên thì tôi sẽ xử lý một viên đã. Thông thường thì những viên pin như thế này thì rất khó bị hư thưa quý vị. Thì với máy bắn bu lông này mà bắn một cái con bu lông to, con ốc to mà viên pin này kém hoặc là yếu thì thường thường là nó sẽ bị hỏng một cặp cell nhé. Và không loại trừ một cái trường hợp nữa là bị hỏng mạch. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra từng cặp cell một nhé. Đây là 3,98 là tương đương với 3,4 này, đang còn ok. 3,98 là ok. 3,97 ok, ô cặp. Ô, 3,97 và ô, đây rồi thưa quý vị. Như vậy thì cặp cell ngoài cùng phía bên trái của tôi đã bị hư. Đây tôi đo là không lên này. Không lên gì nhá. Còn bốn bốn cặp cell còn lại thì đang lên. Rồi như vậy là bị hư mất một cặp cell phía bên trái này. Thì thông thường nếu như mà sửa cái viên pin này thì tôi chỉ cần thay cặp cell này là ok thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì tôi sẽ thay cả dàn cell luôn nhé. Rồi đây thưa quý vị, tôi sẽ thay dàn cell 2 ta nhé. Pin 2 ta thì bây giờ anh em đang đánh giá rất là cao tại thời điểm này. Và tôi đã đóng khoảng vài viên rồi. Nó chạy rất là ok thưa quý vị. Dung lượng là 2000 nhé. Và dòng xả thì quá ok luôn, pin 28 mới. Tôi sẽ đóng hai hàng là 10 cell 2 ta này. Và thưa quý vị, để đóng cho viên pin này thì tôi sẽ dùng bộ kẽm chuẩn của nó. Và đây là bộ kẽm xịn luôn rồi nhá. Và tôi sẽ dùng bộ khuôn này để cho nó chuẩn luôn. Đấy, quý vị có thể xem. Khuôn này rất là ngon nhé. Lắp một phát là đẹp luôn. Vâng thưa quý vị, khi mà đóng pin cho cái dòng máy bu lông, máy khoan, máy cắt thì chúng ta biết rằng là nó dòng xả rất là cao, cho nên là tôi đã cách nhiệt, cách điện và dán đầu dương pin rất là kỹ. Đây thưa quý vị, tôi vừa mới tách cái khuôn này ra để lắp vào đây. Thành ra là không cần đến cái khuôn kia của tôi các bạn ạ. Đây, tôi sẽ hàn kẽm như thế này vào. Rồi thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng vừa mới đóng xong cái khối pin cho máy bu lông này. Rồi bây giờ tôi sẽ ghép mạch vào. Đây rồi. Rồi, do cái kẽm này là kẽm chính tâm và kẽm cũ là kẽm lệch, cho nên là cũng phải chế lại một chút. Rồi thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng vừa mới hàn xong các chân cho khối pin này. Rồi mời quý vị xem qua một lượt. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đo áp xem như thế nào nhé. Đây, ra đủ 18V nha. Ở đây. Rồi, chuẩn 18V. Thì bây giờ tôi sẽ lắp lại và chạy thử xem thế nào nhé.
Ở đây thì có thêm hai tấm dán bảo vệ này, tôi cũng dán vào đấy luôn. Rồi, như vậy thì tôi cũng vừa mới đóng xong viên pin cho máy bu lông này. Và bây giờ thì tôi sẽ chạy thử xem thế nào nhé. Đây là chiếc máy bu lông. Chạy rất ok nha quý vị. Vâng, với quả pin mà nó đủ áp mà chuẩn thế này thì ngay cả khi mà mình bóp một cái thì nó sẽ hoạt động ngay tức thì nha, nó không có độ trễ. Đây này. Rồi ok. Thì bây giờ tôi sẽ thử luôn sạc cho nó. Nói gì nói cũng phải sạc được thì mới nói chuyện được. Và đây là cục sạc của nó, đang là chế độ màu xanh. Giờ tôi sẽ cắm thử vào nhé. Đấy, bóng đèn này chuyển sang màu đỏ, nghĩa là nó đang sạc ok rồi thưa quý vị. Rút ra thì nó sẽ chuyển sang màu xanh luôn. Vâng, như vậy thì tôi cũng vừa mới đóng thành công viên pin cho máy bu lông này. Và video của tôi xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của tôi trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.